Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp huyện Long Điền trong 5 năm qua có sự phát triển khá ấn tượng. Năm 2015, giá trị công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt gần 1.797 tỷ đồng. Thì đến năm 2019, ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện tính theo giá cố định đạt 3.146,6 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 11,9% một năm. Trên địa bàn huyện Long Điền hiện có một cụm công nghiệp An Hải đang triển khai với quy mô diện tích 43,46 ha với tổng vốn đầu tư 126 tỷ 770 triệu đồng. Tổng vốn đã thực hiện lũy kế đến nay 105 tỷ 400 triệu đồng, đạt 83,1% so với vốn đăng ký ban đầu. Tích cực triển khai các chương trình dự án khuyến công hàng năm để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở công nghiệp nông thôn. Đến nay, huyện đã thực hiện được 22 đề án hỗ trợ đầu tư cải tiến máy móc thiết bị, mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất và 4 chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.